Phong trào tập gym ngày nay đang trở nên rất là phổ biến. Kênh Sống Khỏe của báo Sài Gòn Tiếp Thị đang có mặt tại phòng gym Lam Sơn, số 242 Trần Bình Trọng, phường 4, quận 5 để tìm hiểu về bộ môn này. Đến kế tôi là huấn luyện viên Trần Trí Dũng. Anh sẽ tư vấn cho chúng ta những cái bài tập dành cho dân văn phòng cần giảm cân. Xin chào anh. Đối tượng mà đến đây tập là những người như thế nào và họ có mong muốn như thế nào ạ? Đa số nếu mà nữ đa số đến đây giảm cân là nhiều. Nam trẻ tuổi trẻ thì xuống muốn tập tăng cơ bắp. Còn già thì chỉ tập cho nó khỏe thôi. Đối với nữ giảm cân thì mình có 6 bài tập bụng, 2 bài bụng trên và 2 bài bụng dưới. Và hai bài eo với chế độ tập luyện phải kiên trì và chế độ ăn uống nghỉ ngơi phải điều độ, không ăn béo và tinh bột nhiều đối với giảm cân. Dạ, cảm ơn anh. Sau đây chắc là nhờ anh huấn luyện viên hướng dẫn cho mọi người các cái bài tập để tập cho nó giảm cân. Dạ, cảm ơn anh. Đối với nữ giảm cân gồm có 6 bài đơn giản dễ tập nhất. Bây giờ mình sẽ chỉ động tác thứ nhất. Bây giờ là động tác thứ hai, tập bụng dưới dành cho nữ. Động tác thứ ba, chống đẩy. Hai tay vuông góc với hai vai, nhóm mông lên chút xíu, hấp bụng lại. 60 giây mỗi lần tập. Bụng dưới căng cơ bụng ra, đá xéo. Mỗi động tác 4 lần, lần 12 cái. Bây giờ mình hướng dẫn động tác thứ tư, con lăn. Sau đây là động tác thứ năm, tập dây với bụng. Mình sẽ hướng dẫn các bạn tập. Động tác thứ 6, lắc eo với tạ, mình sẽ hướng dẫn các bạn tập.